quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được đánh giá là một trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch COVID-19 và phục hồi tốt nhất thế giới. Đóng góp cho thành tựu này chính là sự sôi động của dòng tiền từ nhà đầu tư mới F0. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng mạnh thì thị trường đã bắt đầu có các phiên điều chỉnh. Câu hỏi được đặt ra là dòng tiền mới của nhà đầu tư F0 có mang tính bền vững hay không, có tiếp tục ở lại với thị trường chứng khoán hay sẽ chuyển dịch sang các kênh đầu tư khác? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự tiếp ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tư chứng khoán là đầu tư dựa trên yếu tố kỳ vọng. Theo các chuyên gia, nền kinh tế Việt Nam cùng sự phục hồi của các doanh nghiệp vẫn được kỳ vọng tích cực trong năm 2021. Do đó, nhà đầu tư vẫn còn cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta đã làm rất tốt trong việc chống Covid. Và nền kinh tế của chúng ta vẫn tăng trưởng dương 3,9%. Và được dự báo sẽ phục hồi rất là mạnh mẽ, có thể lên đến 10% trong năm sau. Rồi các doanh nghiệp Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng, gần như có lợi nhuận vượt ngoài kỳ vọng, như là nhóm chứng khoán, ngân hàng như tôi vừa chia sẻ. Rồi cái kỳ vọng của những sự hồi phục nền kinh tế trong năm 2021 kéo theo sự hồi phục của đa số những cái nhóm ngành khác, những cái doanh nghiệp khác, niêm yết khác. Và do đó, đó là cái câu chuyện kỳ vọng lớn nhất mà nhà đầu tư nhìn thấy. Cái yếu tố thứ ba nữa là cái yếu tố như tôi nói là cái yếu tố dịch chuyển dòng tiền. Rõ ràng là thị trường chứng khoán luôn phụ thuộc vào dòng tiền để tăng trưởng. Và khi đã đón nhận được một dòng tiền lớn, đón nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư, thì thị trường luôn lên được những cái vùng đỉnh cao mới. Một nhân tố quan trọng nữa là Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng vẫn chưa thể nâng lãi suất điều hành lên trong tương lai gần, bởi nếu việc này diễn ra sẽ cản trở sự phục hồi nhanh chóng của doanh nghiệp và nền kinh tế, dòng tiền rẻ vẫn sẽ tìm kiếm đến kênh đầu tư nào có lãi suất cao như chứng khoán. Và với cái dự báo là mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức thấp trong năm 2021 thì tôi cho rằng là cái dòng tiền đầu tư này thì vẫn sẽ tiếp tục là dồi dào trong năm sau. Thì dĩ nhiên là có cái rủi ro là nếu mà lạm phát trong năm 2021 nó có xu hướng tăng lên khiến cho Ngân hàng Nhà nước phải áp dụng những cái chính sách thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất thì dòng tiền có thể bị hút đi. Tuy nhiên là cái rủi ro đấy thì tôi chưa thấy rõ nét ở trong năm 2021 và tôi cho rằng là cái dòng tiền sẽ vẫn tiếp tục dồi dào trên thị trường chứng khoán hay cả thị trường bất động sản trong năm sau. Theo thống kê, số lượng tài khoản chứng khoán trong dân vẫn còn rất nhỏ so với số lượng tài khoản tiết kiệm trong hệ thống ngân hàng. Điều này cho thấy tiềm năng dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam là rất lớn. Và khi mà chúng ta có đến 50 triệu tài khoản khách hàng ở các hệ thống ngân hàng, nhưng chúng ta chỉ có 2 triệu 7 tài khoản giao dịch ở các công ty chứng khoán. Và cái lượng tiền gửi trong hệ thống dân cư ở hệ thống ngân hàng thương mại thì rất lớn, theo chúng tôi được biết khoảng hơn 5 triệu tỷ. Và trong khi đấy cái giao dịch, tham gia giao dịch ở trên thị chứng khoán này rất hạn chế. Ví dụ như cái báo cáo chúng ta đến hết tháng 9 của 2020 thì theo báo cáo của Sở Chứng khoán thì chúng tôi biết rằng là chỉ có khoảng tầm 290.000 cái tài khoản active thôi. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ ở mức 6,5% trong năm 2021, thậm chí còn có thể cao hơn. Tốc độ này được dự báo còn được duy trì trong nhiều năm tới. Đây là yếu tố hết sức quan trọng, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng hơn nữa của thị trường chứng khoán trong nước trong thời gian tới, đồng thời sẽ là thỏi nam châm, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 118 ban hành chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển giao đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có giá chất lượng, có giá trị gia tăng cao. Chương trình nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị tăng cao, thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao đổi mới, hoàn thiện công nghệ. Mục tiêu cụ thể của chương trình là đến năm 2025, số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15% trên một năm, 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trực tiếp tham gia chương trình hình thành các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 112 ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo từng giai đoạn, đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng, hiệu quả. Bộ Tài chính vừa có văn bản số 862 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thông báo một số điều chỉnh đối với khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế cho năm tài chính 2021. Bộ Tài chính cho biết điều kiện chung khoản vay của IBRD cho đến thời điểm hiện tại bao gồm đồng tiền vay là đô la Mỹ, euro, yên Nhật và đồng bảng Anh. Nếu bên vay muốn vay bằng bất kỳ một đồng tiền nào mà IBRD có thể thu xếp thì điều kiện khoản vay, lãi suất sẽ được IBRD xem xét
tính toán và có thông báo riêng, thời hạn khoản vay tối đa là 35 năm, bao gồm cả thời gian ân hạn nợ gốc, kỳ hạn trả nợ trung bình của khoản vay tối đa là 20 năm, thời gian ân hạn từ 0 đến 19,5 năm. Tuy nhiên, phải đảm bảo thời hạn trả nợ trung bình tối đa là 20 năm, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu, cộng với biên độ cố định hoặc thả nổi, mức biên độ cố định trên thả nổi phụ thuộc vào đồng tiền vay và thời hạn vay. Tuy nhiên, theo thông báo của Ngân hàng Thế giới World Bank, khoản vay IBRD sẽ có một số điều chỉnh cho năm tài chính năm 2021. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định số 70 ban hành kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 tại Ngân hàng Nhà nước. Tại quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thành viên tổ công tác thực hiện nghị quyết số 68 theo quyết định số 1310 vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch. Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đầu mối chủ trì, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các biện pháp cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp tỷ giá trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đây là chùm doanh nghiệp đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Công ty cổ phần viễn thông FPT, FOX vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2020. Theo đó, quý 4 năm 2020, FPT Telecom ghi nhận doanh thu hơn 3.187 tỷ đồng, tăng 10,93% so với quý 4 2019. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng hơn 5,3% lên gần 1.522 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp bán hàng tăng 16,6% lên hơn 1.633 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế trong kỳ của FOX lần lượt đạt 611,55 tỷ đồng và 494,31 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19% và 18,58% so với quý 4 2019. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 2020 vừa công bố, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.596 tỷ đồng, tăng 27,7% so với năm trước và vượt 25,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.683 tỷ đồng, tăng 27,8%. Trong năm 2020, thu nhập lãi suất thuần ACB tăng 20,4%, mang về 14.582 tỷ đồng và chiếm hơn 80% tổng nguồn thu. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán kinh doanh tăng trưởng lần lượt 59,7% và 121,4%. Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Sapulico vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 2020 chưa kiểm toán. Theo đó, quý 4 2020 của CHS đạt doanh thu 136,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,92 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, CHS đạt doanh thu 438 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, tăng 11% so với con số 32,5 tỷ đồng của năm 2019 và tăng gấp rưỡi lợi nhuận của năm 2018. Sau đây là phần tổng hợp chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, nhuộm sắc đỏ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba. Chứng khoán Nhật Bản lao dốc khi đứng trước những lo lắng về sự chậm trễ trong việc phân phối vaccine COVID-19 và gói kích thích tại Mỹ, đồng thời tâm lý bất an trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh đã thúc đẩy động thái chốt lời. Kết phiên ngày 26 tháng 1, chỉ số Nikkei tại Nhật Bản giảm 0,96% xuống 28.546,18 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 1,51% xuống còn 3.569,43 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 2,55% xuống 29.391,26 điểm, chỉ số Kospi giảm 2,14% xuống 3.140,31 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đã tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác khi thị trường chờ đợi tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Powell, người có khả năng tiếp tục cam kết duy trì chính sách nới lỏng. Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 90,225 điểm, tăng 0,055 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu diễn biến trái chiều do các trường hợp nhiễm COVID-19 tăng làm dấy lên mối lo ngại triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu. Song, mức giảm bị hạn chế bởi vụ nổ tại Ả Rập Saudi. Chốt phiên giao dịch ngày 26 tháng 1, dầu Thô Brent tăng 3 sen lên 55,91 đô la Mỹ trên một thùng, dầu WTI giảm 16 sen xuống còn 52,61 đô la Mỹ trên một thùng.
Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng giảm do lo ngại về gói cứu trợ COVID-19 mới của Mỹ, trong khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu của Mỹ suy yếu đã làm hạn chế đà giảm và các nhà đầu tư chuyển tập trung vào các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vàng giao ngày giảm 0,2% xuống 1.851,26 đô la Mỹ một ounce. Vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 1.850,9 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,5%, viện dẫn sự lạc quan rằng vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ giúp kiểm soát đại dịch và khôi phục hoạt động kinh tế, trong khi các nền kinh tế lớn đang đưa ra nhiều gói kích thích phục hồi. Theo công ty, vaccine tạo ra kháng thể chống lại chủng B117 ở Anh ở mức độ tương đương các biến thể trước. Mức tạo kháng thể giảm đi 6 lần trước chủng B135 phát hiện ở Nam Phi, song vẫn chống lại được biến chủng này ở trên mức tạo ra khả năng bảo vệ. Tập đoàn này hy vọng loại vaccine 2 mũi tiêu chuẩn của mình sẽ đủ giúp sức bảo vệ con người khỏi các biến chủng SARS-CoV-2 mới. Moderna cũng sẽ thử nghiệm mũi vaccine bổ sung để xem mức độ tăng kháng thể trước biến chủng mới. Moderna đang cải tiến vaccine nhằm mục tiêu cụ thể hơn vào biến chủng ở Nam Phi và sẽ thử nghiệm để xem liệu vaccine này có tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn hay không. Nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa. Moderna hy vọng mũi tiêm bổ sung, dù là vaccine gốc hay vaccine nhằm vào biến chủng ở Nam Phi, đều có thể tiêm kết hợp với các loại vaccine khác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã hối thúc chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden hợp tác với cơ quan này để kiểm soát hoạt động của các tập đoàn công nghệ khổng lồ. Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào 2021, bà von der Leyen nêu rõ, cùng nhau có thể tạo ra bộ quy tắc kinh tế kỹ thuật số có giá trị cao trên thế giới, từ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho đến đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Bộ quy tắc đó sẽ dựa trên giá trị đã đặt ra. Tháng 12/2020, Liên minh châu Âu EU đã công bố dự thảo luật mang tính bước ngoặt nhằm hạn chế hoạt động của những gã khổng lồ internet tại liên minh gồm 27 quốc gia này. Động thái trên đã diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu, trong đó bao gồm cả ở Mỹ, nơi Google và Facebook đã phải đối mặt với những vụ kiện chống độc quyền. Ngay sau tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành hướng dẫn lâm sàng mới trong điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh COVID-19, bao gồm cả những bệnh nhân vẫn xuất hiện những triệu chứng dai dẳng sau khi phục hồi. Phát biểu tại cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc tại Geneva, người phát ngôn WHO Margaret Harris cho biết hướng dẫn mới bao gồm những thông tin mới cập nhật như các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà cũng nên được chỉ định dùng thiết bị đo nồng độ oxy để phát hiện kịp thời những phát hiện bất thường trong điều trị tại nhà và tránh nguy cơ phải nhập viện. WHO cũng khuyến cáo các đội ngũ điều trị đặt thêm bệnh nhân nằm sấp giúp cải thiện lưu thông oxy trong cơ thể. Trong hướng dẫn mới, WHO khuyến nghị nên dùng thuốc chống đông máu liều thấp để ngăn ngừa hình thành các cục máu đông trong mạch máu. Tuy nhiên, WHO lưu ý chỉ dùng liều thấp vì nếu dùng liều cao sẽ dẫn tới những vấn đề khác. Theo dữ liệu từ công ty phân tích du lịch Forwardski, thì số lượng đặt vé máy bay cho dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc tính đến ngày 19 tháng 1 đã giảm 73,7% so với cùng kỳ năm 2019. Theo dữ liệu từ công ty phân tích du lịch Forwardski, số lượng đặt vé máy bay cho dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc từ đến ngày 19 tháng 1 đã giảm 73,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, một báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu hàng không Veriflight ước tính số chuyến đi trong dịp nghỉ Tết năm nay tại Trung Quốc sẽ giảm 6 triệu chuyến do yêu cầu xét nghiệm COVID-19 gắt gao cùng các quy tắc cách ly nhà ở. Nhiều khả năng khoảng 50% du khách tại Trung Quốc sẽ quyết định hủy chuyến. Nhu cầu di chuyển bằng đường không thấp kéo theo giá vé máy bay giảm mạnh. Công ty Qantas, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch trực tuyến có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, từ đến ngày 25 tháng 1, giá vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ được bán trên các nền tảng trung bình vào khoảng 651,36 nhân dân tệ, tương đương khoảng 100 đô la Mỹ mỗi vé, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Đến đây thì chương trình Hàn Thời Biểu cũng xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.